Chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn một thiết kế đến từ bộ sưu tập Royok của thương hiệu Audemars Piguet. Và đó là một chiếc đồng hồ có rất nhiều điểm tương đồng với chiếc đồng hồ Jumbo phiên bản nguyên thủy và kể cả là phiên bản tái sản xuất 1502ST chúng tôi vừa mới review trước đó. Và đây là một chiếc đồng hồ Royok mang mã hiệu 15450ST với đường kính là 37mm và lớp vỏ được chế tác hoàn toàn từ thép. Như các bạn đã biết thì thương hiệu Audemars Piguet rất là ưu ái với những phiên bản thuộc về bộ sưu tập Royok, xuất hiện từ năm 1972 với vai trò là chấn hưng lại cái ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ trước cái cơn càn quét của đồng hồ quắc Nhật Bản. Thì cùng với Nautilus của Patek Philippe, Royok là một trong những chiếc đồng hồ thép có giá bán cao nhất thời điểm đó. Bộ sưu tập Royok đã được Audemars Piguet cho sản xuất với 3 kích thước dành cho nam giới, đó là 37mm, 39mm và 41mm. Tuy nhiên, kể từ năm 2012, dòng Royok với mã hiệu là 15300, size 39mm đã chính thức được dừng sản xuất, dẫn đến việc là ngày hôm nay những chiếc 15300 cũng bằng thép, vỏ bằng thép cũng có cái giá bán hiện tại đã qua sử dụng khá là cao so với cái thời điểm trước đó. Và cũng chính năm 2012, tại sự kiện giới thiệu của những chiếc đồng hồ mới của AP tại SIHH, hai phiên bản Royok 15400 với đường kính 41mm, thì cái phiên bản này vào năm 2019 đã được thay thế bằng phiên bản 15500 cũng có đường kính 41mm. Và Royok 15450 chính là cái chiếc đồng hồ ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn với kích thước là 37mm đó. Tại sao năm 2012 thì lại là một năm giới thiệu hai sản phẩm rất là hot của Royok mà lại vỏ bằng thép? Bởi vì năm 2012 đó là năm kỷ niệm 40 năm bộ sưu tập Royok. Bên trong hai cái mẫu đồng hồ này thì là hai bộ máy tự động mang tên là AP3120. Và đi sâu vào chi tiết thì hãy cùng Gia Bảo Luxury đánh giá phiên bản AP Royok máy tự động đường kính 37mm mang mã hiệu 15450ST ngay sau đây các bạn nhé. Đầu tiên ấy, thì tôi sẽ lại giải thích lại một lần nữa cái tên Royok. Thì cái tên Royok này vốn là tên của một con tàu chiến thuộc hạm đội Hoàng gia Anh và có nguồn gốc đầu thế kỷ 19. Thì có thể nói là với nguồn cảm hứng ít nhiều từ hải quân và cụ thể hơn chính là đai bảo hộ khi lặn biển đã khiến nhà thiết kế thiên tài Gerard Genta vẽ nên mẫu đồng hồ biểu tượng Royok Jumbo vốn ra mắt vào năm 1972. Việc lựa chọn những hình ảnh rất là cụ thể làm nguồn hứng thiết kế chính là cách thức riêng biệt để Gerard Genta tạo nên những mẫu đồng hồ của mình. Có thể kể đến các thiết kế như là Nautilus của Patek Philippe có nguồn cảm hứng từ tàu biển, cửa sổ tàu biển hạng sang, hay mẫu Rolex King Midas nay rất ít xuất hiện thì lại có cảm hứng từ ngôi đền Pantheon lịch sử. Những cái chi tiết thuộc bộ sưu tập Royok vẫn được Audemars Piguet tiếp tục sử dụng với vành bezel hình bát giác được trải xước dọc cùng 8 đinh ốc đối xứng ở phía bên trên tạo thành hình một vòng tròn cân đối. Dây đeo thì được tích hợp nối gắn liền với vỏ khung, gần như là chúng ta sẽ thấy nó như kiểu liền thành một khối. Và Royok có lẽ là một trong những chiếc đồng hồ iconic dễ nhận biết nhất trên thế giới. Đường kính của chiếc đồng hồ 15450ST này là 37mm, kích thước được hãng thiết kế dành cho những người đàn ông có cổ tay nhỏ hoặc là đôi khi là nữ giới với cổ tay to đó. Còn tại Việt Nam thì cánh đàn ông lại cảm thấy kích thước 37mm vẫn rất là phù hợp. Bởi vì sao? Với cái dáng vỏ của AP ấy, 37mm có lẽ là nó sẽ nhỉnh hơn cái kích thước thật một chút. Vì cái dáng dây cũng sẽ làm cho cái ngoại hình của chiếc đồng hồ trông có nhỉnh hơn một đôi chút. Vậy thì đeo một chiếc đồng hồ Royok size 37mm này có ảnh hưởng đến tính nam tính của chiếc đồng hồ này không? Thì tôi có thể khẳng định với các bạn là không. Bởi vì sao? Bởi vì nhìn chiếc đồng hồ với có một cái bộ vỏ là thép không gỉ này, được hoàn thiện trải xước này, nó cũng đã rất là nam tính rồi. Thêm nữa là cái chiếc đồng hồ này được sản xuất là dành cho dòng Luxury Sport, có nghĩa là nó là một dòng đồng hồ thể thao nên cảm giác nam tính là điều mà nó có thừa các bạn ạ. Có lẽ ấn tượng nhất về ngoại hình của chiếc đồng hồ này ngoài mặt số ra thì vành bezel nó là cái điểm đầu tiên. Khi chúng tôi review về chiếc đồng hồ này, ở phía bên trên vành bezel thì được trải xước rất là tỉ mỉ và chỉn chu từ trên xuống dưới,
Và ở phần vắt cạnh, các phần vắt cạnh chỉ được đánh bóng rất là tuyệt vời. Đó, tạo ra một cái hiệu ứng, gọi là hiệu ứng tương phản. Đó, để cho cái vành bezel nó không bị lẫn, không bị nhìn lẫn vào cái lớp vỏ. Mặt số của chiếc đồng hồ này là một cái điểm mà tôi khẳng định với các bạn là rất nhiều người yêu thích. Bởi vì sao? Bởi vì cái mặt số xanh, đầu tiên là mặt số xanh nhá, nó đã là một cái màu sắc rất là đẹp rồi. Mà khi mà ở các cái góc độ ánh sáng khác nhau thì mặt số xanh này có thể là cho chúng ta thấy được những cái màu sắc khác nhau, có thể là đen, có thể là xám đậm và là xanh. Đó, đấy là một cái hiệu ứng mà tôi nghĩ là có AP Royok và Patek Nautilus làm được điều đó. Với các cái phiên bản Royok 37mm ra đời năm 2012, cái mặt số xanh navy này với vân Grande Tapisserie thì cái quy trình xử lý nó rất là kỳ công. Cái nền mặt số là mặt số bạc, để khi chế tạo vân này, gia công màu sắc thì đều được AP thực hiện hoàn toàn in-house, tức là hoàn toàn bởi AP chứ không phải là một đơn vị khác ngoài công ty thực hiện, và được quan sát, được giám sát bởi các cái chuyên viên dày dặn kinh nghiệm, thay vì trước đó là nhà sản xuất Stern Creation như những cái phiên bản đổ về trước. Theo như chúng tôi biết được một thông tin từ phía nhà sản xuất thì là mỗi một cái mặt số này khi chế tác ra phải mất 2 tuần để kiểm tra này, để test xem nó có đủ điều kiện để có thể đưa vào một cái chiếc đồng hồ hoàn thiện hay không. Với những cái nhà sưu tầm có lẽ là họ thích những cái sự thuần khiết đến từ những phiên bản năm 402, năm 1972 hay là những phiên bản làm lại Jumbo 1 năm 2002. Tuy nhiên là những phiên bản này có những người phản ánh với tôi là họ không thích chiếc đồng hồ có hai kim, đơn giản là nhìn nó quá đơn điệu và không có một chút chuyển động nào trên mặt số, hoặc là chiếc đồng hồ đó chỉnh ngày nó khá là mất thời gian. Bởi vì sao? Chúng ta phải chỉnh theo cái công thức, cái cơ cấu là 9-12, nó khá mất thời gian. Tuy nhiên với phiên bản 15450 này, chúng ta sẽ có 3 kim và một lịch với một kim dây luôn luôn chạy, khiến mặt số luôn luôn có chuyển động rất là bắt mắt. Cỗ máy của những cái phiên bản Jumbo kia thì cũng là một cái cỗ máy nó rất là mỏng, được dựng lên từ base của Jacques Lecoultre. Tuy nhiên là phiên bản 31 máy 3120 hiện tại này thì nó làm chiếc đồng hồ AP nó dày hơn một chút. Tuy nhiên là đối với tôi thì nó không quá đáng kể. Bù lại thì cỗ máy 3120 thì chúng ta sẽ có thể kể đến những cái chi tiết rất là đẹp và độ hoàn thiện rất là cao. Ví dụ như là những cái cầu nối được hoàn thiện bởi vân Côte de Genève này, trong khi các cạnh thì được đánh bóng. Ngoài ra thì rotor thì được làm từ vàng 22 carat với những dấu khắc thể hiện lịch sử cũng như là gia tài của cả thương hiệu AP, với một chú ngựa này, hay là chú chim với những ngôi sao đó, hay là tòa lâu đài. Vâng, và cỗ máy 3120 này có 280 chi tiết, 40 chân kính và thời lượng chữ cốt là 60 tiếng với tần số dao động là 3 Hz. Các bạn có cảm nhận như thế nào về chiếc đồng hồ Royok 15450ST với đường kính 37mm với lớp vỏ bằng thép này? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách comment ở phía bên dưới các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.